Tập 1, tám hồn phái lớn của Võ Lâm Vây Quét Ác nhân cốc, nhưng cốc chủ Di Phong dùng quả sáo thổi quả nhạc Vina House khiến cả bọn đều é chén và không tấn công cốc được. Anh ta đã lọt vào top 10 có kỹ năng thổi sáo gây khỏi tiểu nhất thiên hạ kể cả cây sáo anh tôi dùng để tấu cũng được thăng hạng lên top 8 thần binh. Phương Nam hẹn đấu với Phương Càng ở cổng trường tranh đoạt ngôi vị top 3 tài xỉu. Hai người đại chiến 6996 hiệp và Phương Càng phải chịu thua trước Kiếm Thánh. Nhưng Phương Càng vẫn hơn Phương Nam là ông ấy có phu nhân của mình. Còn bạn thì xem tới bộ này rồi mà vẫn chưa có. Tôi còn sợ Phương Nam sẽ có nương tử trước các bạn vì có vợ nên Phương Càng được ở top 3 mặc dù thua Phương Nam. Top 1 xuất hiện và cậu ta là Kiếm Tâm. Cậu ta thì sống ở đạo hương và chỉ là một thanh niên quen dẫn đường cho khách đi qua. Cậu có một ước muốn là thành đại hiệp nhưng sư phụ cậu bảo là một thằng ế như cậu thì chẳng bao giờ đạt được ước mơ. Sau đó thì cậu bắt đầu lên đường đi tìm chân ái của mình. Cậu chạy qua một cô gái nhưng cô vấp ngã cậu lỡ chạy qua. Quay lại thì cô đã bị một thanh niên khác bế đi rồi. Kiếm tâm tìm người chỉ dạy mình mấy câu thả thính thanh niên kia đọc một câu cọc lóc mà cũng tán được gái thấy một cô gái đang phơi đồ nên cậu cũng ra đâm thử nhưng ở về chồng cô ta về và cậu bị đấm cho bầm dập thấy một cô gái cần giúp đỡ cậu liền ra giúp và cưa được cô ấy từ đầu rất êm đẹp cho tới khi cậu nói mấy câu ế chảy chua ngắt, giờ cậu thấy tìm người yêu thực sự khó. Về nhà cậu gặp một thanh niên idol nào đó được mọi người ngưỡng mộ, cậu ta không cần tán gái mà có cả tá chạy theo. Đang lúc buồn bã thì Thuần Cung gọi cậu. Anh ta trông chẳng khác nào đa cấp đang phát tờ rơi, tưởng là họ muốn tìm ra tiềm chất của mình nên kiếm tâm cũng đáp lại. Nhưng làm đệ tử đóng cửa thì ai chẳng làm được, sau đó anh ta cho người dẫn cậu đi. Kiếm tâm được một bộ đồng phục mới và được học một câu khẩu quyết. Cậu tưởng mình kiểu như rất đặc biệt nên ngày đầu đã được học tâm pháp. Nhưng ai về câu này chẳng khác nào như đang ăn sinh 4.0. Kiếm tâm không biết mình đang có nhầm gì đó không. Cậu cảm thấy đệ tử đóng cửa thì không nên học như này. Cậu ta bảo mình sẽ dạy cậu một kỹ năng cốt lõi của đệ tử đóng cửa. Đầu tiên là đóng cửa khẽ nói chung anh ta dạy cậu cách đóng cửa mà ai cũng biết. Nói chung đệ tử đóng cửa chính là bảo an nghe xong kiếm tâm đau khổ chả hiểu sao mình phải hầu mấy tên này. Tập 2 Kiếm tâm giờ lại chuyển sang nghề làm đạo sĩ. Có người ta báo tội nhưng chưa nói tội cậu đã phù thanh tẩy. Nói chung cậu đã làm rất qua loa có ông còn tới hỏi nương tử nhà mình sắp sinh thì nên chọn sữa bột gì Đại hội trưởng môn sắp bắt đầu, cậu tới tham gia và ước mơ của cậu là tử thứ bảy của Thuần Dương. Cậu còn chuẩn bị trước đạo hiệu là hư tử, vong sinh xuất hiện như idol ca bóp. Ông ta bảo nay sẽ giảng cho mọi người một bài cánh gà tâm hồn. Vong sinh bắt đầu phổ biến lương của mọi người, có người làm 8 năm không tăng nhưng có người làm một năm đã tăng lên gấp 3-4 lần. Nhưng lương thì đều thấp và kiếm tâm bốc phốt lương chỗ khác còn cao hơn khi ông ấy mất mặt. Sau đó thì cậu bị ông ta sa thải, cậu nghe được giọng nói ai đó rủ cậu đi tìm trưởng môn cả lý. Tới gặp ông ấy thì ông nhận ra cậu là đệ tử đóng cửa. Thực ra ông ấy đã sớm chú ý tới cậu mỗi lần đi ngang qua cửa núi các đệ tử nhìn thấy ông phải cúi đầu. Còn cậu thì lúc ý đang mận chơi tóc chiến nên chẳng cúi đầu gì cả. Kiếm Tâm đang ngồi đọc sách, đó là một cuốn sổ tay thường dương. Các khảo hán giỏi kiếm pháp trên nhân hồ không thiếu gì nhưng đằng sau đó là mỗi người một câu chuyện. Cậu tìm hiểu được một tuyệt kỹ mang tên phiến tâm kiếm pháp. Tới chiều cậu cũng áp dụng luôn, đó là một dạng kiểu ăn vạ cao cấp khi người khác bay gãy kiếm cậu. Cậu sẽ giá vờ đó là kiếm mà cha mình truyền lại trước khi ông ấy lìa đời. Đi đâu cậu cũng ăn vạ và mọi người cũng kiểu tiếc thương này nọ. Nhờ vậy kiếm tâm bắt đầu có chút danh tiếng. Cậu bắt đầu sang chi thứ hai là dư luận kiếm pháp kiểu này là bắt đầu dậy sóng dư luận trên YouTube hay Facebook đây mà. Trước mới bắt đầu chỉ dạy cậu và ông ấy còn nhờ bạn mình là Đông Phương Mai sẽ đấu với cậu. Nhờ đó cậu có thể hưởng ké danh tiếng. Hôm đó sắm xét âm ầm, ầm và mọi người bắt đầu tụ họp lại xem. Sau đó thì danh tiếng của Kiếm Tâm bắt đầu dần vang danh tứ hải. Võ Lâm Minh chủ đường giảng đang phát biểu thì cậu bắt đầu khịa các thứ. Một hai lần thì không sao nhưng cậu cứ lặp lại làm ông ta tức giận. Sau vụ này danh tiếng của cậu cũng bắt đầu tăng vọt. Tới đến có người tới gọi bảo cậu trưởng môn cho mời. Cậu tự tin rằng đêm nay mình sẽ trở thành thuần dương thất tử. Đang đi thấy sư sự sư đệ luyện kiếm nên cậu tới hỏi thăm đệ ấy. Đệ ấy nghe sư phụ bảo chỉ cần chăm chỉ luyện kiếm là có thể trở thành thuần dương thất tử. Đó cũng là ước mơ lớn nhất của đời cậu. Suy nghĩ trong kiếm tâm bắt đầu thay đổi, cậu ném quyển sách kia đi. Cậu được trưởng môn trao cho bội kiếm ông ấy mang theo mình nhiều năm. Nếu nhận nó thì cậu sẽ thành thuần dương thất tử. Cậu bảo mình vẫn chưa đủ tư cách, kiếm tâm bắt đầu kể mình dùng thủ đoạn để có thể leo lên được đây và cậu thấy hổ thẹn. Hôm sau tới buổi lễ trao kiếm kiếm tâm tưởng mình sẽ nhận được ai già lại là thuần dương. Tập 3 kiếm tâm lên xin xuống núi phi bạc một phen trưởng môn thế vậy thì cũng không muốn ép cậu làm gì ông ấy chỉ nhắc khi xuống núi thì cậu đừng tin bất kỳ bố con thằng nào còn có chuyện gì thì cậu cứ nói để ông ấy giúp nhưng vừa nói chữ mượn tiền thì bị xúc ra ngoài ba tư minh giáo là một tập đoàn nào đó khá lớn và có chỗ đứng ở trung nguyên minh chủ cần độ nổi tiếng nên hỏi xem có ai biết nhanh chóng nâng cao độ nổi tiếng không có người phát biểu nhưng bị ông ấy nói cho một trận. Thế vậy hầu cận ông ấy liền lên tiếng. Năm nay có tuyệt thế thần binh nên họ chỉ cần chiếm đoạt được thần kiếm ắt hẳn sẽ lấy điểm hot của năm. Có người bổ sung hạ gụ trang chủ tàn kiếm sân trang. Nếu chuyện mà thành thì giáp phái này sẽ vang danh thiên hạ. Nhưng giáp phái này hơi ít người. Đại hội danh kiếm lần này thuần dương cũng sẽ không tham gia. Cô gái kia bảo mình nhìn thấy một luồng công lực sâu không dò được trên người kiếm tâm. Trưởng môn không tin nhưng trước giờ cô chưa bao giờ nhìn nhầm. Câu cuối của sư phụ họ viết trên cuốn sổ thuần dương. Cô bảo chiêu thức trong cuốn sổ tay họ khó mà đạt tới cảnh giới của sư phụ. Ý muốn nói kiếm tâm đã xem thấu cuốn sổ tay thuần dương. Kiếm tâm bắt đầu đi tăng gái dưới phố. Nhưng ai dè cậu bị dụ ăn uống no say tới nỗi không có tiền trả. Cậu bị lột sạch đồ rồi ném ra ngoài. Quán này vốn chặt chém khách nên chỉ có những người từ xa tới mới bị trúng lừa. Sau đó cậu gây được tin có đại hội tỷ võ 10 năm một lần của tàn kiếm Sơn Trang, nếu ai đặt ngôi đầu sẽ có được thần binh tuyệt thế vô song, mà có được nó thì chắc chắn sẽ thành võ lắp đại hiệp. Nhờ nói chuyện có thiện cảm với huynh đài người hầu nên cậu được một bộ đồ từ anh ta. Hai ông nhỏ con kia cũng tới chỗ tàn kiếm sân trang để đấu. Có người cười vì trang phục và sau đó thì bọn họ bị đóng băng luôn. Tới nơi người đông sẽ bị lộ nên họ giao tiếp bằng tiếng ba tư. Nghe nói họ đang tìm dịp anh nên kiếm tâm cũng chở mồm vào hóng hớt. Thanh niên kia tức giận định ra tay nhưng cậu vẫn nghe thơ tưởng anh ta bắt tay nên bắt lại. Ai dè tay hắn như gặp phải khắc tinh và nóng bỏng in nốt tàn kiếm sơn trang có các thủ vệ rất nghiêm ngặt hai người họ tới được điện chính nhưng ở đó chẳng có gì hết họ bắt đầu đi sâu vào trong và nơi này chẳng khác nào một nơi như tour du lịch tham quan hai người họ sợ rằng vào cảnh giới top 2 thì hẳn cậu đã phát giác ra bọn họ nhưng cậu ta chẳng thèm để mắt tới hai người họ thấy kiếm đổ ngũ cấp xông lên nhưng đen thay chỉ một cái xoay người anh ta đã bị kiếm nghi vào ngực một cách không thể vô tình hơn Tập 4, anh ta bảo mình muốn test độ bén của đao. Thanh đao đó do hàng thiết côn luân đúc nên rất sắc. Tên kia đánh lén bằng chưởng băng từ đằng sau. Quả cầu băng đi qua đâu thì chỗ đó đóng băng lại còn khiến kiếm tâm tưởng mưa. Nhưng nó chạm vào cậu thì chả khác nào ném một hòn đá để trong tủ lạnh vào lưng cậu cả. Thấy vậy không ổn nên hai người họ sẽ tạm thời rút lui. Diệp Trang chủ kiểu thích làm màu khi chào hỏi và chào đi chào lại nhưng kiếm tâm chả có chút dao động gì cả. Nhưng dù làm như nào thì kiếm tâm vẫn tỏ ra khó hiểu. Kiếm tâm bảo mình muốn tham gia đại hội danh kiếm để lấy thần kiếm túy tinh nhưng cậu lại chẳng có quần áo hay trang bị gì cả cậu muốn anh ta giúp nhưng anh ta từ chối cho tới khi cậu lấy thuốc dưỡng da ra thì anh ta mới đồng ý anh ta muốn cậu chấm điểm nhan sắc nên cậu liền té nhưng đi đường nào thì cậu cũng bị anh ta chặn lại kiếm ta bảo anh ta là người đứng top hai sao không chỉ mình vài chiêu mà cứ nói chuyện về nhan sắc hoài dịp kể cho cậu câu chuyện từ ngày anh ta sinh ra khi đó thì là một ngày trời đổ đầy tuyết nhìn dịp thì đã đẹp trai từ nhỏ khiến ông không còn nhận ra Bố anh muốn truyền lại tuyệt thế kiếm pháp cho anh để có thể thừa kế sơn trang. Điều không ngờ là Diệp không hề có chút hứng thú với mấy món võ. Vì một hiểu lầm gì đó mà Tôn Đại Nương nói võ công Diệp đứng đầu tàn kiếm sơn trang. Sau đó tâm sao thất bản thiên hạ đồn ầm lên vì Diệp. Nói chung việc trở thành top 2 của cậu chỉ là do vận may và kiếm tâm thực sự thất vọng về sự thật này. Kiếm tâm test anh ấy bằng cách làm rơi thử chiếc cốc. Để xem anh ta phản ứng kịp không thì đúng là Diệp không hề biết võ thuật còn hỏi thêm vì sao anh ta được làm trang chủ thì diệp lại bắt đầu kể thêm một câu chuyện khác kiếm trang thì chuyên sản xuất kiếm vào lúc họ đang ế thì diệp ký lên kiếm nên kiếm bán chạy như tôm bởi mấy chị em xem cậu như idol bọn họ thi nhau tranh giành kiếm có chữ ký của cậu kế mà khi hai bên đấu kiếm thì họ cũng chỉ cần khoe thành tích mua kiếm của mình ở chỗ dịp mà cũng có thể giành chiến thắng nói chung từ khi cậu lên làm trang chủ thì kiếm luôn thiếu hàng bán bao nhiêu cũng hết tôi không biết võ nhưng bị mọi người đồn là võ công cái thế nên anh ta rất khó chịu anh tin một ngày nào đó kiếm tam sẽ thành đại hiệp thực sự chứ không giống anh ta vì là người quen cậu còn được dịp cho xem thần kiếm trong quần thành kiếm được mang lên và nó tỏa sáng như đúng một thanh thánh kiếm anh trai kia test thử nó và lực của nó rất mạnh. Họ đã mất rất lâu để có thể rèn ra thanh kiếm này. Cầu thử và bẻ bẻ các thứ xong gãy luôn thanh kiếm mà họ ngậm ngồi luyện chục năm, tập năm. Nhờ mờ miệng nên họ có thể che giấu được thanh kiếm túy tinh bị gãy. Sau vụ kiếm gãy thì kiếm tâm bị đánh cho gần chết. Có bao giờ mình chỉ cần đấu thắng lễ hội là được. Diệp tin cậu nên mới để cho cậu đi. Và hơn nữa phải như nào đấy thì thanh kiếm họ luyện 10 năm mới dễ gãy như kia. Qua lần vòng loại thì chỉ có bốn người và may mắn thay trong đó có kiếm tâm lần thi lần này thực chất là xem bố nào tán gái giỏi hơn vì có kinh nghiệm nên kiếm tâm cũng biết vài món người dân thì không cam lòng khi xem bọn này diễn hề, cuộc đấu này sẽ diễn ra như kiểu slow motion. Họ sẽ đấu 3 ngày vừa đấu vừa giảng giải chiêu thức sau khi vào hiệp 2 trao đổi và chiêu thức thì anh ta thấy cậu cũng thuộc hạng khá mạnh nên giả vợ dính trưởng. Sau đó tự điểm lên người mình đời kích hoạt gì đó như siêu nhân ran. mối tội cũng hét cũng gào nhưng sức mạnh vẫn thế và tóc không đổi màu. Tân bốc đối thủ là chiêu thường thấy trong thi đấu. Nó khiến dù rơi vào thế yếu cũng có vẻ ngang với sức địch. Sau đó thì kiếm tâm tân bốc anh ta rất khủng khiếp này nọ. Cậu dùng trộn vừa vừa cổ văn vừa tiếng anh trong kiếm học bích không ai có thể so được từ vững với kiếm tâm vì sư phụ cậu là vương đại thạch tình kia lại từ điểm lên người rồi phun mực kêu mình sắp thua kiểu như trong phim là cậu ta nói lời trăn trối dài vờ lờ mọi người lại bắt đầu ủng hộ bùi nguyên kiểu này là thi diễn xuất chứ đâu đá vô làm gì kiếm tâm là diễn vai tự thua của mình diệp nhìn là biết không cần xem nữa và cậu khẳng định phần thắng đã thuộc về kiếm tâm trận kế thì hai bên đánh nhau kinh thiên động địa bên kia dùng băng kiếm rồi chả hiểu sao tự bóp giấy mình thực ra là hai tên ba tư đã tới để cướp thần kiếm chúng gọi diệp anh ra và có thanh niên nào đó nhảy vào biết mình tới nhằm nên té gấp. Dịp giờ mới ra mặt thực sự, tên kia đòi tỉ thí với cậu và nếu cậu chịu được thì hắn sẽ thả con tin. Hết cách, cậu đành tiếp hắn, Tin kia vẫn khí tối đen trời đất. Tinh băng trưởng được phóng lên và kiếm tâm lỡ cứu được cậu. Hắn dùng lần hai và kiếm tâm thấy hắn như quay chậm. Cậu nhanh chóng đi kiếm bức tượng lân sư đặt ra khiến hắn đắm vào đá. Để nước này rồi, Diệp vẫn không muốn tiết lộ chuyện mình không biết võ công. Hôm nay cậu muốn làm một trang chủ chân chính kiếm tâm âm thầm giúp Diệp đánh lại tên kia. Một tia sáng lóe ra và tên kia như bị phản đòn nhưng sau đó thì Diệp cũng ngất. Kiếm tâm chỉ làm theo những gì Diệp dạy. Diệp bảo cậu thay bộ đồ khác vì nhìn bộ này hơi phèn. Nếu mặc bộ này thì chẳng thể cậu có thể vang nhanh thiên hạ. Thân kiếm được ban phái kia cướp được. Nhưng giáo chủ vừa vuốt được một cái nó đã gãy làm đôi. Tập 6 Kiếm Tâm giờ hành tẩu mọi nơi và nhìn đáy xã hội này từ trên cao. Cậu suy nghĩ về câu nói của Diệp. Cậu định sẽ làm hình mẫu tượng trưng cho chính nghĩa của thành phố này nhưng đang chạy vì mãi ngắm gái nên đâm mẹ vào cột điện. Cậu nhận thấy đêm nay hẳn sẽ không vui vẻ chút nào và cụ biên á mà cậu nói với mọi người gì đó nên không một ai đứng ra giúp đỡ. Họ cảm thấy như được cứu đổi thêm nên cảm ơn Kiếm Tâm có người vẫn đang dõi theo cậu từ xa hắn lan ra phía cậu và bắt đầu diễn một vở khuyên cool ngầu hắn phi danh thiếp ra nhưng toàn hụt kiếm tâm nhặt lên quay ra thì không thấy anh ta đâu nữa thực ra hắn đang chèo thang xuống cậu tới đúng địa chỉ ghi trên đó và hắn làm như đây là căn cứ bí mật của mình nhưng nhân viên giao hàng còn biết nên căn cứ cái cục cức anh ta bảo mỗi giờ phút thì đều có tội phạm gây chuyện hắn muốn cùng cậu nghĩ ra một kế sách tuyệt hảo để cứu rỗi đại đường cậu thật sự muốn nói chữ không với tên này nhưng vì cậu cũng muốn tăng hạng nên đành chấp nhận hai người cùng suy nghĩ nhưng chẳng có ý tưởng nào hay được nảy ra cứ cái này cái kia rồi hai thằng cùng lan ra ngủ có vẻ như việc cứu rỗi đại đường hơi quá sức họ lại bắt đầu ngồi đánh game thanh niên kia tán phát để hai thằng tỉnh ngủ để bàn kế kiếm tâm bắt đầu bày ra một kế hoạch để xác nhận tên thật của tên tội phạm thực ra ý tưởng này đã được vô danh nghĩ ra từ nhiều năm trước ai về chính nó cũng là thứ ngôn chủ nhân của mình Kiếm của ông ta là vô danh kiếm với độ dài bảy tấc, nhưng sau cùng ông ấy vẫn phải khai tên thật của mình là mau trọng để đi đăng ký kiếm. Đang đánh nhau thì có người tới kiểm tra kiếm, vì ông ta không đem theo thẻ kiếm kia là của mình nên bị áp giải đi kiếm tầm nêu ra thêm một ý tưởng là làm vũ khí công cộng họ sẽ mua một lô vũ khí lớn sau đó cho thuê theo giờ chỉ cần thông qua mã qr mở khóa trên vũ khí là có thể sử dụng bất cứ lúc nào nhưng ý tưởng này năm năm trước cũng đã có kiếm thánh thử rồi cái kết thì quả là thảm nếu mã qr bị phá thì coi như chỉ có đức cậu nhận thấy trong xã hội bây giờ tồn tại một loại tội phạm có khẩu vị rất mặn bọn chúng là tỷ lệ nam nữ trong xã hội này mất cân bằng trầm trọng nguyên nhân là do đa số nam nhân không tìm được tình yêu cho riêng mình nên mới vậy vấn đề này đúng là trước tới giờ chưa ai nghĩ ra cho nên giải pháp là tình duyên công cộng trước đây ở thôn thì cậu cảm thấy mình luôn là chính mình thấy có một cô gái bị ngã kiếm tâm liền ra đỡ cô ấy một bà cụ không qua được đường cậu cũng giúp đỡ bà ấy. nói chung cậu đều giúp tất cả mọi người tập 7. sáng ra mới soi gương thì kiếm tâm nhận ra mình đã bị rụng tóc cậu đi ngoài đường với cái đầu bị hói chẳng đâu vào đâu có người nhảy lầu vì quá xấu xí được cậu cứu thì cô ý khá vui khi thấy cũng còn người đẹp trai cứu mình mọi chuyện vẫn ổn cho tới khi chiếc đầu hói bị lộ giờ cũng muốn chết hơn là được cậu cứu sau đó cô ôm lấy thanh niên nào đó rồi vu khống cho kiếm tâm là biến thái cậu từng nghe chuyện rụng tóc là sẽ mạnh lên nhưng ai dạy cậu vẫn bị gãy xương như thường không như thánh phòng tôm thấy dây quảng cáo trên tường là vạn hoa cốc trị bách bệnh nên kiếm tâm tới đó. Cậu vừa khoe đầu hói thì bị chửi cho đây là bệnh viện chứ không phải viện thẩm mỹ. Cả đám người chạy ra xem cốc sư tỷ và tên cô là chị Lam. Cô ấy có dung mạo đẹp tuyệt vời cùng với y thuật cao siêu. Để gặp cô ta, cậu đành che giấu thân phận cướp đồ tên kia. Cả đám con trai lẫn con gái đều thần tượng, chi lam tới nổi còn chế ra một câu vè. Kiếm tâm chạy tới quỳ gối xin cứu mạng. Cậu hỏi cô ấy bệnh rụng tóc thì chữa như nào? Chi Lam Bảo đó là bệnh khó nên trước mắt chưa có cách nào. Cô đầy đầu tóc bạc mà cô còn chưa chữa được nữa là cậu không hiểu sao mình lại gặp người đẹp nhất trên đời khi mà cậu bị hói. đang ngồi thì có hai thanh niên nào đó đang tranh đoạt hoa, nghe nói có tác dụng chữa bệnh về tóc, kiếm tâm nghĩ nó cũng chữa được tóc cho mình nên xen vào. Cậu đứng giữa hai trưởng mạnh nhất của hai người nên họ đoán cậu sẽ ăn gà cả con. Nhưng ai dè mình cậu chấp cả hai thằng. Thanh niên kia tên Kỳ và anh ta thấy đầu của kiếm tâm khá tuyệt diệu. Kỳ tới là để thăm Chi Lam mái tóc cô bạc là do lỗi của anh ta. mấy hôm trước kỳ có tìm được một bông thiên sơn và anh nghe nó có thể khiến tóc người ta đen trở lại. có bắt đầu giả vờ mình là đệ của chị Lam và hơn nữa cậu là con riêng nên anh ta chưa nghe danh cũng đúng. Kiếm tâm dùng mọi cách và khả năng diễn xuất của mình để dụ anh ta đưa bông hoa. Sau cùng thì anh ta cũng đưa hoa cho cậu. Trong lúc chạy thì cậu qua chỗ Chi Lam nên nảy ra ý gì đó. Cậu bảo tặng cô ý bông hoa này và cậu đã rất khổ sở để lấy được nó. Sau đó cậu bỏ mũ ra để lộ đầu hói. Cậu bảo mình định đem nó về chữa cho mình nhưng lại nhường cho cô ấy. Sau đó Chi Lam quyết định đem bông hoa đó đem về chữa thuốc cho cậu một mũi tên giờ trúng hai đích nhưng cuộc trò chuyện đã được tên kia nghe thấy hết. hôm sau biệt tình tới gặp chị Lam, anh ta bắt chuyện các thứ và bảo đó hoa kia là do mình mua được, sau đó đưa hóa đơn cho cô. chị Lam không tin kiếm tâm lừa mình nên cô chạy đi tìm cậu. Tập 8, thấy chị Lam chạy tới nên cậu không biết mình phải phản ứng ra sao. Cậu bắt đầu tự diễn một vở kịch bằng việc giả giọng để đánh lừa chị Lam mình là người tốt. Nhưng trên mái nhà thì biệt tình đang theo dõi cậu. Cậu mở cửa ra và chị Lam không ngần ngại đưa thuốc cho cậu và chúc cậu sớm ngày bình phục. Sau đó ngày qua ngày, hai người hạnh phúc trải qua những tháng ngày trong mơ. Kỳ đem ít đồ tới và bảo mình có chuyện muốn nói với chị Lam, nhưng cô không nghe và đuổi khéo. Kiếm tâm kéo cậu sang một bên và bảo hiện tại chị Lam không được tốt, nên lần sau hẳn tới chơi. Biệt tình hiện ra và cả hai lỡ buông miệng nói hết bí mật chuyện Chi Lam và Kỳ bị lừa. Kiếm Tâm đưa ra ý họ sẽ tham gia vạn hoa thất thí và nếu thắng sẽ có được quấy. Cuộc thi này là cuộc thi về cầm kỳ thi họa y trà thiên công. Thắng mỗi một là nhận được một điểm và khi kết thúc, ai có được nhiều điểm nhất thì sẽ thắng. Tôi nghe chẳng khác nào đây là một kỳ thi tuyển chồng của ba bố này. Đầu tiên sẽ là vẽ tranh. Tranh của Bình thì nhìn như cái đầu bòi. Mấy bố vì muốn có tình người nên phân tích như bài sống của Xuân Quỳnh. Mặc dù nó đéo liên quan lắm nhưng tôi mong các vị sẽ cười. Kỳ thi vẽ một bức chứa bốn mùa của vạn hoa cốc và sặc mùi cưa gái. Tới bước của kiếm tâm thì cậu chỉ chấm một chấm lên nền đen. Ông giám khảo vì không muốn đám đệ tử nghĩ mình không biết thưởng thức nên chế ra một bài phân tích. Điểm chấm đó tượng trưng cho ngôi sao sáng nhất trong nền trời. Theo như cậu tính thì bà mình sẽ được điểm cao. Tiếp theo là môn uống trà. Bình uống nước súc miệng trước khi thưởng thức và khen nó ngon rồi đoán bừa. Cái kết là bà con số 0. Kiếm tâm thì thưởng thức rồi nêu ra miêu tả như trong phim và đặt điểm cao. Kỳ thì vẫn tán gái nên không những bị không mà còn bị âm mẹ điểm. Tiếp theo là thi cơ quan. Trên bàn mọi người có trang thiết bị nên họ sẽ lắp ráp tùy ý. Bọn họ bắt đầu lần lượt trải qua từng bài thi. Hạng nhất thuộc về kiếm tâm còn bình hạng 2 tới tối đọc xong hạng của kỳ vì cậu đứng cuối cùng sau đó cậu bị đuổi thẳng vạn hoa cốc chi lam thì cũng rất buồn vì cậu phải ra đi thấy cô khóc thì kiếm tâm cũng đưa cho cô thuốc kia và nói sự thật cậu cũng phải nhận từ lần tử thí này có vẻ như mình đã thua kỳ bảo mình sẽ đợi cô cho dù là bao nhiêu năm đi chăng nữa giờ chi lam mới nhận ra giây phút vui vẻ nhất cô có là khi nào bình đứng từ xa cũng ới và chúc cho kỳ hạnh phúc tập chính kiếm tâm giờ mở bán vé khóa phục hồi tóc nhưng cậu chỉ toàn nói lời linh tinh sau đó phải chịu ăn đấm Bình giờ đau khổ vì Kỳ đã rời đi. Kỳ tới hỏi thăm nhưng ai giờ lại bị cuốn vào câu chuyện của anh ta. Hai người vốn là cao thủ đại nội phục vụ cho tể quốc công cao lực sĩ. Trong buổi tiệc hôm đó có một người thay đổi quỹ tích cuộc đời họ, đó chính là ban chủ băng tuyết. Ông ấy thấy họ là người đầy tài hoa mà lại bị chôn vùi ở đây, họ có đủ vật chất nhưng ước mơ của họ là vang danh thiên hạ thì họ chưa có. Ông ta gần đây đang có dự án lớn và thấy hai người họ là ứng cử viên tốt nhất, nhưng họ cũng chỉ còn có nửa năm nữa là ký hợp đồng vô thời hạn với đại nhân cao. Không nói nhiều nữa, ông ta để lại cho hai người họ danh thiếp. Cứ vậy hai người rời khỏi cung và gia nhập Lăng Tuyết. Vì hành thích được tứ đại ác bá nên tên tuổi họ cũng nổi lên như cồn. Ngoài ra thì hai thằng cũng được diễn như ca bóp mặc dù tuôn lúc đó hơi phèn, khán giả thì tỏ ra rất nhiệt tình. Kỳ bảo mình tuy là thích khách nhưng cậu sẽ không giết người vô tội. Đứa con gái từ đâu chạy lên và bảo mình thích cậu cũng là một cái tội. Sau khi thành danh thì đơn hàng thích sát ngày càng nhiều, tiền bạc địa vị họ gần như có đủ, nhưng cách họ bị ăn mòn và chỉ có đủ tiền trả thì dù ám sát ai họ cũng đều nhận. Nhưng có một đơn giết người vô tội nên kỳ từ chối dù có là bao nhiêu tiền đi chăng nữa bình thấy cậu không nghe nên đi làm một mình tới một ngày thì cả hai người họ cũng đều không có đơn lăng tuyết bắt đầu trở mặt với hai người họ vì nhiệm vụ ít đi nên họ cũng trở nên lỗi thời lăng tuyết giờ thêm nhóm thích khách nữ chả khắc mẹ nào một nhóm nhạc và nhóm nữ đó là kính hoa thủy nguyệt những mỹ nữ đều là thích khách vì thời đại giờ muốn vậy đột nhiên hai người họ có đơn và lần này là cốc phương thiên lăng tuyết cho họ biết vì triều đình nghi ngờ hắn cấu kết khủng bố nên muốn ám sát nhưng kỳ nghe nói ông ta làm qua rất chính trực và được người dân yêu mến mình đem chứng cứ tới chứng minh ông ta cấu kết với đám khủng bố nếu họ mà làm đơn này thì danh tiếng của họ sẽ là như vũ bảo nổi dậy họ tới ám sát cả nhà cốc chi lam nhưng vì lúc đó cô còn bé nên Kỳ bỏ qua, sau vụ đó thì họ cũng chẳng nhận thêm đơn nào nữa. Kỳ cũng gặp lại Chi Lam ở Vạn Hoa Cốc, sau đó ngày ngày cậu luôn bảo vệ cô ấy vì thấy có lỗi do vụ trước đây, thậm chí là để trị tóc của cô mà anh ta đến tận Thiên Sơn hái hoa về để cứu chữa. Chi Lam sau đó thì cũng nhận ra cậu là người giết cả nhà mình và không gặp cậu từ đó nữa. Nếu biết trước thì họ nên ở trong cung làm việc cho lành. Giờ mình đã mất cả Kỳ và tất cả, đến cả tiền uống rượu cũng không còn nữa. Có người tới xin chữ ký cậu nên kiếm tâm bỏ đi buồn buồn, sau cùng thì bị lột sạch đồ vì trả tiền rượu cho cậu. Tập 10 Kiếm tâm giờ phải lo cho một thằng bé mà trên người cậu chỉ có hai lượng bạc. Đi tới đâu cậu cũng bị chửi vì với số tiền đó cậu chẳng mua được gì. Cậu định bỏ nó ở nhà ai đó nhưng thấy tội quá nên cậu không nỡ lòng nào. Cậu đi đăng tin tìm trẻ lại, ai về kênh truyền thông lại bị sập. Giờ có kênh truyền thông mới và cậu cũng tới đăng ký. Vì đăng ký đăng tin nên cậu cũng mất luôn hai lượng bạc, nhưng chỉ mới đăng một chút là lại bị gỡ xuống. Cậu phải bỏ ra 20 lượng thì mới có thể ghiêm tin một ngày. Thứ cậu không hiểu là tại sao công trình phúc lợi cũng bị thu phí. Thầy đưa bé đáng thương nên Hồng Y giáo có thể xây một cô như viện ở phòng hoa cốc. Sau đó thì cậu phải thằng bé. Lúc cậu về thì bị thanh niên kia hiểu lầm là đang giúp bên kia bắt cóc. Anh ta bảo Hồng Y Giáp đang huấn luyện cho bọn trẻ thành cổ máy bịa đặt. Giờ họ sẽ phải đi giải cứu bọn trẻ đó. Họ bắt đầu đột nhập vào trong, mặc dù còn không biết mở cổng. Vì sơ hở của kiếm tâm mà tí thì cả bọn bị lộ. Họ nấp trong bụi cây và gặp thêm một ông chú nữa cũng đang đột nhập. Hai người nói chuyện và ông chú kia tới vì con mình. Ở đây tên hết hồi hộp nào cũng có đủ cả. Họ lúc về thì gặp phải Chi Lam. Cô nghe nói ở đây bùng dịch nên tới để cứu chữa. Nhưng mà những bách tính kia bệnh nặng kia lại không chịu chữa. Cô thì cũng không hiểu nguyên nhân tại sao họ lại vậy. A Tác Tân là giáo chủ của Hồng Y và dưới chướng anh ta có đồ đệ khá đông đủ. Nguyệt Hoa báo cáo tình hình, trừ cái ban và thiên sách ra vẫn chưa có đối sách nào. Các phái khác thì họ đều đã có căn cứ theo điểm yếu mà tung tin đồn để đá kích. Giờ tin tức các đại pháo giáo đồ đều nằm trong tay Hồng Y giáo. Khi lúc đó tới thì ai muốn lên tiếng cũng phải đợi A Tác Tân gật đầu mới phát ngôn được. Bên ngoài thì bọn họ bán kim cả thuốc, chúng bóc phét cây linh lăng là thức ăn cho heo, đó là một loại thảo dược quý hiếm nào đó. Người dân chẳng hiểu sao vẫn tin được và đổ xô nhau đi mua, nhưng có người đứng ra lên tiếng, anh ta nhảy lên hẳn bản tin cầm bút và viết lên đó để chứng minh họ chỉ đang nghe theo yêu cầu. Nói cách khác là bị sai khiến một cách dễ dàng, nhưng ai về bọn dân ngu này vẫn làm theo những gì cậu biết nên ăn cứt mũi liên tục. Kiểu này thì nhân dân nhà ai đem về đi chứ tôi thì cũng hết thuốc chữa rồi tối đến ban chủ cái bang tới đấu với bạn của kiếm tâm nhưng ai về đâu ông ta bị chính con gái của mình hại ngược lại nó còn bảo mình không có cha tập 11 do chuyện hồng y gây náo loạn chúng sinh là điều rõ ràng ai cũng có thể thấy đôi bạn kiếm tâm cùng nhau tiến về đó kiểu rất ngầu trân phi giờ có pháp danh là nguyệt hoa và cô không nhận kia là cha mình kiếm tâm bị thằng bạn lừa và đòi bên hồng y trao trả đứa bé lý phục ở bên trên thì cũng bắt đầu tuyên chiến vào trong điện thì họ bắt đầu cãi nhau với tân Lý Phục và Kiếm Tân xôn xao khiến ông ta rất khó chịu về hai người. Lời nói của ông ta có thể tấn công và làm rách quạt của Lý Phục. Sau đó thì hai người họ bắt đầu với quân Hồng Y. Kiếm Tâm gặp được một tên cứu vải bèo nên cậu không nắm được hắn. Họ gọi ra một con chim và sau đó cả ba người cũng đều rút lui. Hôm sau thì bọn họ được lên tin. Người dân đang đọc và chuẩn bị thì họ lao tới phá tan banh chành bản thông tin. Bọn họ bắt đầu vu khống và Lý Phục thì không thèm giải thích. Kiếm Tâm thì ngược lại và cậu đã giải thích rất nhiều. Nhưng người dân nào đâu nghe cậu, Ngược lại họ còn ném đá cho thay vì ủng hộ. Cậu ngồi buồn bên hồ và nghĩ rằng trên thế giới này ai cũng ghét mình. Cậu đã làm việc vì dân, vì bất tính. Nhưng cậu lại không thể nói nó ra một cách dễ dàng như Lý Phục. Kiếm tâm giờ hẳn cũng đã hiểu nên Lý Phục lùi bước. Người trong giang hồ thật ra không cần nhiều người thích kiếm tâm như vậy. Đang lúc bực tức và bất đồng với Lý Phục thì Tác Tân xuất hiện. Anh ta đã điều tra về cậu và cậu từng tham gia đại hội danh kiếm. Dù cậu có cố gắng bao nhiêu thì vẫn rất thê thảm. Anh ta này tới đây là muốn cho cậu một cơ hội kia là thuốc giải ôn dịch và nó cũng là đầu đề ngày mai. Cậu sẽ được đóng vai xoay chuyển tình thế cứu bách tính các kiểu. Nói chung cậu sẽ là đại hiệp văn danh thiên hạ. Cậu cầm lấy nó và bắt đầu suy nghĩ. Hồng Trân là con gái Quách Nham, ông ý bắt đầu tới Hồng Y để đòi lại con gái mình. Thấy vậy nên Lý Phục cũng bắt đầu ra tay. Quách Nham lao lên một mình chiến đấu với bang chủ Hồng Y, nhưng ông chỉ né được pha đầu. Về sau thì cậu ta tóm chân quăng quật hết bên này tới bên kia. Hồng Trân được ra lệnh giết cha mình và hắn sẽ không truy cứu cô chuyện cũ nữa. Quách Nham thì lúc nào cũng đứng về phía con gái mình kể cả bây giờ. Ông là một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, ý là đầu trần chân đất. Sau cùng thì ông ấy cũng bị trói lại. Hồng Trân vì cứu cha mình nên cũng bị hắn bắt lại. Vào lúc kiếm năm thẳng vào Quách thì Tâm chẳng kiếm lại. Sau đó thì hai bên đối đầu với nhau nảy lửa và phần thắng thuộc về Tâm. Cha con kia được đoàn tụ lại với nhau và đứa trẻ kia cũng được nhận vào một gia đình tốt. Tập 12, Tâm đi làm thêm nhưng ông chủ chỉ trả cậu hai lượng một tháng. Vì xếp hạng cậu thấp nên cũng không được trọng dụng cho lắm. Sau đó cậu chửi ông ta một trận và chẳng thèm lấy hai lượng kia. Tâm ra ngoài hành nghề đập đá đè lên ngực và cậu nghĩ ra đủ chiêu trò để người xem thú vị, kể cả cho họ đập đá trên người mình. Giờ cậu mới thấy xong pha giang hồ rất khó, cậu gặp lại con nhỏ lần trước đi lừa mình. Cô ta lại bảo hôm đó đi vệ sinh này nọ rồi khi nó quay lại thì không thấy ai. Lần này nó sẽ đền bù bằng cách đung nước cho cậu tắm rồi đền lại bộ quần áo trước đây. Cậu ta không chút do dự nhưng vừa cởi xong đôi giày thì cô ta đã lấy hết đồ của cậu. Cậu đuổi theo nhưng cô ta giả nai kêu gọi bọn Simbo tới đấm cậu cậu bắt đầu gồng lên sau đó dọa cho cô ta một trận kiếm tâm cô độc trở về dương cung biết mình không thể trở thành đại hiệp nên cậu tìm nơi kết liễu đời mình về tới nhà thì cậu thấy pháo bắn trên đồi bên kia bên đó đang diễn ra buổi kỷ niệm lần thứ 83. ở đây tuyên dương thuần dương các kiểu nhưng khi nói tới hạng của kiếm tâm thì mọi người bắt đầu bàn tán đại hội được bắt đầu và ông ý hỏi xem có ai muốn khiêu chiến thuần dương không nhưng rồi chẳng có đứa nào dám còn thanh kiếm lữ tổ để lại ai mà rút được thì sẽ nhận được chức trưởng môn thuần dương không ai dám ngoài hư tử anh ta gồng mình nhưng nhổ chẳng lên kiếm này đến trưởng môn còn không dám rút nữa là cậu đang định giải tán thì kiếm tâm bước lên và muốn khiêu chiến với dương cậu không có kiếm nhưng cậu lên nhổ luôn thanh kiếm kia thanh kiếm được rút lên khiến các bọn trầm trồ sau đó thì thanh kiếm của dương không chạm mà gãy cú chém làm cả núi tuyết sập xuống Kiếm Tâm sau đó thì cũng lăn ra ngất. Khi tính lại thì sư phụ mới bảo cậu có công lực vô biên trong tay. Cậu lĩnh hội được cuốn sổ tay kia là vì chương cuối nó thử thách mọi người thoát khỏi cám dỗ. Tức là bố con thằng nào mà học thì coi như đổ sông đổ bể, còn không học thì coi như đã được lĩnh hội. Ông bảo hiệp không phải một cái danh hiệu, nó cũng không phải một dũng khí hay quần áo này kia. Ông chỉ vào tâm và bảo nó là hiệp. Kiếm tâm cầm đồ của mình bước ra ngoài thì ra ông kia đã lừa cậu để cậu rời khỏi đây để ông ấy không mất chức trưởng môn. Kiếm tâm thì lại tiếp tục phiêu bạc giang sân cùng với món trang bị mới của mình.